lưu vực sông Amazon đoạn chảy qua Brazil đang trải qua đợt hạn hán nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận. Tại khu vực Tabatinga của Brazil, mực nước sông Solimões, một nhánh chính của sông Amazon, đã giảm xuống mức thấp kỷ lục, thấp hơn trung bình 4,25 mét so với cùng kỳ năm trước. Còn tại khu vực Tefe, nhánh sông này thậm chí đã khô cạn hoàn toàn, điều chưa từng xảy ra trước đây. Đây là năm thứ hai liên tiếp Brazil trải qua hạn hán nghiêm trọng, với nhiệt độ phá kỷ lục, làm khô cằn thảm thực vật và khiến cháy rừng bùng phát trên diện rộng. Hạn hán lần này nghiêm trọng hơn so với các lần trước, do sự kết hợp của nhiệt độ cao kỷ lục và lượng mưa thiếu hụt khiến các dòng sông không kịp phục hồi. Nếu tình trạng này tiếp diễn, môi trường sống của nhiều loài động vật, bao gồm cả các heo hồng quý hiếm, sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Thái Lan đã ban bố cảnh báo lũ lụt tại 5 tỉnh Đông Bắc Thái Lan, nơi nước sông Mekong dâng cao có thể vỡ bờ. Các tỉnh Bungkan, Nakhon Phanom, Mukdahan, Amnat Charoen và Ubon Ratchathani đang đối mặt với nguy cơ lũ lụt trong tuần này. Tại tỉnh Nakhon Phanom, người dân sinh sống dọc bờ sông Mekong đã được khuyến cáo di chuyển đến vùng đất cao hơn và sân vận động Nakhon Phanom đã được chuẩn bị để sử dụng làm nơi trú ẩn tạm thời. Cục khí tượng Thái Lan cảnh báo mưa lớn có thể xảy ra trên khắp đất nước với gió mạnh và thủy triều dâng cao dọc theo bờ biển Andaman và thượng nguồn vịnh Thái Lan cho đến ngày 20 tháng 9. Lũ lụt từ giữa tháng 8 đến nay đã khiến 22 người thiệt mạng tại Thái Lan. Còn tại Trung Âu thì số người thiệt mạng do thời tiết khắc nghiệt và lũ lụt do bão Boris gây ra đã tăng lên 22 người. Các nước ở Trung Âu hiện đang chạy đua để gia cố đê bao chắn lũ do nước nhiều con sông tràn bờ. Gió mạnh và lượng mưa lớn bất thường đã tấn công các vùng rộng lớn tại Áo, Cộng hòa Séc, Hungary, Ba Lan, Rumani và Slovakia. Tại thị trấn Nisa, miền nam của Ba Lan, bờ kè quanh thị trấn đã được gia cố với sự hỗ trợ của trực thăng quân sự cùng nhiều tình nguyện viên và nhân viên cứu hộ. Còn tại Slovakia và Hungary, mực nước sông Danube cũng đang dâng cao. Thủ đô Budapest của Hungary đang chuẩn bị ứng phó với mực nước sông lên gần mức kỷ lục. Các chuyên gia cho biết là biến đổi khí hậu đang làm tăng tần suất và cường độ của các sự kiện thời tiết khắc nghiệt như mưa xối xả và lũ lụt.